cái đấy chứ không phải là cái chính thống. Nhưng mà cái chính thống là được, nếu mà kiên trì được răng được thì cứ nhận thôi, chế rồi thì tao thấy đèn cho ông mày đứa không chỉ cử nhân chỉ cái đó, nếu mà đợt đó là trường năm mới bắt đầu. Thường năm cái gì cái khóa học với thằng bọn chắc thằng Ngô Thành.